Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ Sáu 23 tháng 8 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin nói chuyện về vấn đề liên quan đến vụ kiện chất độc da cam. Vì có một người gửi tin nhắn hỏi tôi tại sao những cựu chiến binh Mỹ tham gia cuộc chiến Việt Nam có dính líu gì đó chất độc da cam và trở về thì họ đã được Quốc hội của Mỹ bồi thường khoảng chừng 180 triệu đô la. Còn trong khi đó, Việt Nam kiện tụng rất nhiều những công ty chế tạo chất độc da cam, Orange Agent, thì không được gì. Và mới đây có một người, đó là bà Trần Thị Tố Nga, kiện ở bên Pháp thì đã bị bác đơn. Bà quyết tâm là kháng án, nhưng theo luật sư Hùng, tức là tôi nghĩ rằng có được cái gì hay không ở tòa phúc thẩm của Pháp. Để hiểu chuyện này thì tôi cũng xin sơ lược một chút xíu thôi. Chất đạp độc da cam được gọi là Agent Orange, là một chất độc mà Mỹ chế tạo thời xưa cơ. Họ chế tạo năm 1940 mấy rồi. Họ phun ở trên các đường rầy xe lửa hoặc là những cái nơi này nọ để cho cỏ nó không có mọc, thì xe lửa chạy nó có thể thông thoáng. Rồi họ thử nữa, họ thử phun cái chất độc này thì ở trên các cây thì các cái lá khô héo hết. Và như vậy trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Mỹ là muốn là làm sao các du kích của mặt trận giải phóng miền Nam không có thể nào ẩn núp được, nên họ mới đem đi họ rải chất độc da cam ở các cái tỉnh, thí dụ như là lân cận với Campuchia hoặc là nhiều nơi. Như vậy theo lời của Mỹ, chứ không phải là của Việt Nam, nói thời kỳ mà chiến tranh Việt Nam, các công ty mà sản xuất chất độc da cam, họ sản xuất khoảng chừng 20 triệu gallon, tức khoảng chừng 77 triệu lít đã rải lên trên lãnh thổ của Việt Nam. Và như vậy đó thì theo phía của chính phủ Việt Nam đã có khoảng chừng 4 triệu người Việt đã expose, tức là dính líu đến cái chất độc da cam, nên đã mang cái di ứng của nó. Thí dụ như sanh con thì bị dị tật đủ thứ hết, hoặc là những người mà dính trực tiếp thì bị nhiều tổn thương lắm. Và các binh sĩ của Mỹ khi mà đi hành quân mà cũng tiếp cận với chất độc da cam thì cũng đã có những cái di ứng đó. Cả binh sĩ đại Hàn cũng thế. Đó là câu chuyện xưa, từ năm 1961 tới năm 1971, Mỹ đã rải khoảng chừng 77 triệu lít chất độc da cam trên lãnh thổ của Việt Nam. Thế nhưng tại sao những cựu chiến binh Mỹ lại nhận được khoảng chừng 180 triệu đô la từ Quốc hội của Mỹ? Là tại vì Quốc hội của Mỹ là nơi quyết định về vấn đề túi tiền. Đây là những binh sĩ của họ thì họ cho phép sử dụng. 180 triệu là do Quốc hội đền bù, không phải là do tòa án đền bù nhé, hai cái khác nhau. Đây là do Quốc hội đền bù. Quốc hội thì thuộc về ngành lập pháp. Lập pháp là vì các vị lãnh đạo của đất nước Mỹ thấy rằng họ có lỗi với các con em của họ, các cựu chiến binh của họ, thì họ đền bù qua hình thức là lập pháp, là lãnh đạo cho chi tiền, chứ không phải là do tòa án. Đây, hai cái nó khác nhau. Thế tòa án thì Mỹ có một cái quy định, đó là sovereign immunity, tức là quyền miễn trừ của một quốc gia. Ở bên Mỹ không phải là quyền kiện các cơ quan
chính quyền của nước Mỹ dễ dàng đâu, không phải. Chỉ có những trường hợp nào mà chính quyền đó cho phép, tức là cho cái này cái nọ, thì mới được kiện. Ở bên Mỹ hiện nay chỉ có personal liability, như là personal injury, là thí dụ như là cảnh sát chặn một người lại xong rồi đánh đập người đó, thương tích nặng nề như anh chàng King mà được quay phim, thì họ chấp thuận cho kiện cái đó, được đền bù. Còn những chuyện khác chưa thấy có, sovereign immunity của nước Mỹ chưa cho phép. Tôi nói một thí dụ, có một người vào trong cái mùa dịch Covid-19 gửi điện thoại, khi ấy là điện thoại iPhone 12 cho một người khác. Nhưng mà đó, US Postal Service của Mỹ, tức là vấn đề mà gửi thư của Mỹ, gửi thất lạc đi. Thế người này mới đòi là chứ là kiện US Postal Service được không? Thưa không. Vì US Postal Service đó là một cơ quan của chính phủ Mỹ, dầu rằng họ có làm sai trái họ cái gì đi nữa cũng không được. Thế có người mới hỏi, ủa tại sao là có người kiện được? Dạ, không phải là kiện US Postal Service, mà đó là trả tiền, cái tiền gọi là cái tiền bảo hiểm. Cái cơ quan mà mình trả tiền bảo hiểm, họ mình kiện là cái cơ quan đó ra chịu trách nhiệm. Nên ở bên Mỹ phải phân biệt được là không kiện được US Postal Service, mà chỉ là cái cơ quan bảo hiểm thôi. Vì đã là chính phủ, từ cấp địa phương cho tới cấp liên bang, không có kiện được, ngoại trừ những điều gì mà chính phủ cho phép, như trường hợp personal injury. Thí dụ nhiều trường hợp khác nữa là có những vụ mà truy tố đó không phải là đúng hung thủ mà là lầm lẫn. Có người ở tù cả bao nhiêu năm trời nhưng không kiện được, chỉ có chính phủ cho phép là tôi mấy năm, bao nhiêu năm đó ông ở tù như vậy, tôi đền bù cho ông bao nhiêu tiền thôi. Chứ không kiện được nhà tù, cũng không kiện được chính phủ. Đó là nguyên tắc sovereign immunity. Thì hiện nay cơ quan lập pháp của Mỹ chưa có cho phép là kiện về chất độc da cam, chưa có cho phép. Chỉ có cơ quan lập pháp của Mỹ cho phép những nạn nhân của cựu chiến binh Mỹ hưởng 180 triệu đồng, đó là cái quyền của họ. Họ không muốn cho kiện những công ty chế tạo các chất độc da cam, vì những công ty đó hồi đó làm việc là với khế ước với Bộ Quốc phòng của Mỹ, là kiện Bộ Quốc phòng của Mỹ, Mỹ không muốn. Nếu mà mở cánh cửa này ra cho kiện thì không thể nào tưởng tượng được, Mỹ sẽ thiệt hại nhiều vô cùng. Hãy nhớ là Việt Nam, theo lời công bố của chính phủ Việt Nam, là có 4 triệu người là tiếp xúc với chất độc da cam, và hậu quả của nó thì nhiều người, nhất là con cháu của họ bị dị tật đó, thì sự thiệt hại lên lớn lắm. Nên Mỹ không muốn cho có một vụ kiện như thế. Thế bà Trần Thị Tố Nga kiện ở bên Pháp, bà nhờ bên luật sư Pháp kiện ở tòa trọng tài quốc tế đó, này nọ đó. Thì cuối cùng sao, ở địa phương thì họ tưởng là cái chuyện này có thể kiện được, nhưng không, không kiện được, và tòa đã phải nói rằng là chúng tôi không có thẩm quyền, we have no jurisdiction, không có thẩm quyền, không có thẩm quyền để xét xử, vì chính phủ của Mỹ, quốc hội của Mỹ chưa cho phép. Vậy thì bà Trần Thị Tố Nga là một người hùng nhá, là một người hùng đối với tôi, là vì bà đi tìm công lý cho các nạn nhân chất độc da cam. Bà đã kháng án, nhưng trên phương diện pháp lý, về sự hiểu biết của tôi
là bà cũng sẽ thua kiện mà thôi, vì chính phủ Mỹ chưa chấp thuận. Luật sư của bà Trần Thị Tố Nga đã nói rằng là tòa án đã dựa lên trên cái quyền miễn nhiệm nó lâu lắc rồi, nó cũ rồi. Nhưng mà nó cũ đi nữa đó, nó vẫn là hiện hành, đó là luật của Mỹ. Bây giờ tòa án nào mà nói rằng là cho phép mà kiện có thắng được nó không? Chính phủ Mỹ có chịu đền bù hay không? Khi mà chính phủ Mỹ nói không á, thì nước Pháp làm sao mà dám nhúng tay vô? Không có đâu nhé. Chắc chắn là không. Đây là một điều mà chúng ta thấy rằng là nỗi đau của những nạn nhân, tôi hiểu. Mình chỉ nói về cái vấn đề mà cảm xúc thôi. Là những nạn nhân của chất độc da cam đi tìm công lý là đúng. Vì sao? Vì khoảng 77 triệu lít chất độc da cam mà rải trên đất nước này thì quả thật là kinh khủng. Một cường quốc như Mỹ lại sử dụng những thứ bệnh hoạn như vậy đối với một quốc gia lãnh thổ rất nhỏ so với họ, 330.000 km vuông. Nếu mà tính ra như vậy thì phải nói là nó thấm xuống dưới lòng đất, hậu quả của nó khôn lường. Nên bà Trần Thị Tố Nga đã đi tìm công lý cho những nạn nhân thì đây là một sự ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng tiếng nói đó cũng sẽ bị lạc lõng là vì sao? Vì quốc hội của Mỹ chưa có chấp thuận. Kiện bao nhiêu thì kiện cũng sẽ tốn tiền vô ích. Nhưng không phải là vô ích vì giống lên tiếng nói của lương tri. Nên tôi vẫn hỗ trợ trên phương diện về vấn đề giống lên tiếng nói lương tri, đi kiện các công ty đó, đi kiện cả chính phủ Mỹ kìa nếu được. Và kháng án nữa, biết rằng là sẽ không có được cái gì đi nữa, biết rằng cũng sẽ bị tòa án bác đơn vì lý do là quyền miễn nhiệm của một quốc gia như nước Mỹ. Nhưng mà nó giống lên tiếng nói của lương tri. Dần dần á, thì luật sẽ thay đổi. Khi mà tiếng nói của lương tri mạnh á, và bị cả dư luận thế giới lên án, thì tôi nghĩ rằng Mỹ dần dần sẽ thay đổi. Nên là chúng ta thấy trước kia Mỹ không có cho phép kiện liên quan đến personal injury, và nhiều người đã lên tiếng thì cuối cùng chính phủ cũng thay đổi để cho phép kiện về personal injury. Thì biết đâu nay mai, 2 năm, 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm nữa đi nữa, thì chính phủ Mỹ cho phép kiện về vấn đề chất độc da cam thì vụ kiện tiếp tục. Vấn đề hậu quả của chất độc da cam không phải một ngày hai bữa mà có thể nhiều năm, cả trăm năm. Nên cứ tranh đấu. Khi mà lập pháp của nước Mỹ mở cánh cửa đó ra cho phép kiện thì tiếp tục kiện tiếp. Nhưng bây giờ thì biết rằng là chưa có kiện được. Đây là giống lên tiếng nói của lương tri. Và giống lên tiếng nói này là tiếng nói cần thiết. Tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục, tán thán bà Trần Thị Tố Nga trong việc làm đầy ý nghĩa này. Bà đã hy sinh rất nhiều để cho tiếng nói của những nạn nhân chất độc da cam được thế giới chú ý. Đó là câu trả lời của tôi với người bạn nhắn tin hỏi tôi tại sao các nạn nhân của Mỹ được Quốc hội Mỹ chi trả 180 triệu mà các nạn nhân Việt Nam không kiện được. Là vì đây là quyết định của lập pháp của Quốc hội Mỹ. Mà luật quốc tế thì họ tôn trọng sovereign immunity. Ở bên Mỹ, sovereign immunity cho phép kiện một số cái gì đó mà họ cho phép. Trong đó có personal injury, nhưng chưa có cho phép về kiện chất độc da cam. Thì cứ vẫn giống lên tiếng nói của lương tri, đòi hỏi sự công lý như bà Trần Thị Tố Nga làm là điều rất ngưỡng mộ và tán thán. Đó là câu trả lời và cũng là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.